Đầu gõ Thỉnh Tiến xin kính chào quý khách hàng. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 12 âm lịch năm 2020. Hiện nay cơ sở đầu gõ Thỉnh Tiến tôi rất vinh dự được bàn giao và lắp đặt bộ nội thất phòng thờ gỗ gụ gồm một chiếc bàn tam cấp và một chiếc bàn cơm cùng bộ cuốn thư có đối hồng chỉ. Tất cả được làm bằng gỗ gụ Lào 100% cho gia đình anh Hải mua về cho ông Đô là ông bố ruột của anh. Đây tại nhà thờ nhà anh nha mọi người. Thì đây mình xin giới thiệu qua chiếc bàn này là chiếc bàn tam cấp gỗ gụ có kích thước chiều dài là 2m17, chiều rộng 1m27 và chiều cao của chiếc bàn là 1m07 cộng thêm hai chiếc cấp, cấp thứ hai là 2m17, chiều rộng là 76, chiều cao 20 và chiếc cấp thứ ba là 2m17, rộng 47, cao 20. Tổng thể chiếc bàn là 2m17, chiều dài, chiều sâu là 1m27 và chiều cao 1m47, được làm theo kích thước số độ bàn, số đỏ. Còn chiếc cuốn thư bên trên đây là mẫu hồng chỉ, mọi người có thể nhìn thấy nhá. Có kích thước chiều dài 2m17, chiều rộng là 87, có chữ là Đức Lưu Quang. Còn bên tay trái đây cũng là có chữ câu đối là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, bên tay phải là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh. Thì hôm nay cơ sở đồ gõ chúng tôi đã bàn giao và lắp đặt xong cho gia đình anh Hải và ông Đô, thì rất đẹp và giao hàng đúng ngày đúng giờ. Thì sau đây là phần nhận xét của em xin anh Đô và anh Hải nhận xét về sản phẩm bên gia đình em. Đây, nói chung là đạt chuẩn. Này. Ok, đây được anh. Vâng. Anh Hải là một người rất vui tính nha mọi người. Thì ra đầu gõ Thỉnh Tiến chúng tôi rất cảm ơn gia đình anh. Đây, rất trân trọng cảm ơn anh và ông, và anh chị. Rất đẹp.